Ê anh, em tính đi đặt vòng anh thấy làm sao anh? Cái gì vậy em? Rồi sao em nói sinh hai đứa được mà, rồi giờ đòi đặt vòng trời. Giờ em chưa muốn có đứa nữa, chừng nào muốn thì lấy vòng ra. Ừ cũng được, vậy thôi mai em đi đặt đi. Anh, về rồi nè. Ủa, về hả? Rồi sao rồi, đặt vòng bự hay vòng nhỏ? Ông nội này vô duyên với trời, tôi ở đâu đâu biết vòng bự vòng nhỏ. Ủa, người ta đặt cho em vòng inox hay vòng nhựa vậy? Bằng inox hay gì á? Trời ơi trời, đâu có được. Em chạy ra ngoài đổi lại cái vòng bằng nhựa đi. Đổi chi? Vòng inox cũng tốt mà. Trời, tốt cái gì mà tốt. Trời mưa mà bà đi ra ngoài ha, sấm sét mà nó bắt inox mà nó đánh bà chết ngắt. Đi đổi liền đi. Trời ơi gì ghê vậy? Chỉ có mình đó, không chồng nữa thì chứ.